À nó 10 tỷ mà. Chà, cái nhà còn phải cả 100 tỷ rồi chứ. Không, quên á. Đất ở Phú Nhuận mắc dạ. Rồi. 100 tỷ. Cái nhà 100 tỷ. Dạ. Quên nó 10 tỷ, 100 tỷ. Còn còn đất nữa hoài. Ba còn nhà chỗ nào nữa, nhiều dạ, lắm. Nhiều lắm. Dạ. Cái bà 63 quá bà phá cho quá dạ. Phá cho bà không phá thì chú thôi cho nhà cửa đầy luôn á. Ờ, nếu dạ. Mà bà nắm cái chú lên tả đó. Dạ. Nếu mà bà nắm cái nhà cái bà 63 á, bà hồi xưa là bà 63 á, bà dính vào đánh bài rồi á. À, đúng rồi. Rồi bà mới đổ nợ rồi. Nghe nói bà đổ nợ Vũ Linh cho tiền tả mà. Nắm cái nhà thôi mà. À. Chú bán 5 căn nhà. Tả nợ cho bà. Dạ bà quý đã. Vàng đâu nữa mà. Dạ. Như rồi. theo như bà bán không bà, ví dụ như em của bà đi đánh bạc đánh bài bà giàu như vậy bà bán bà cho em đâu trả nợ. Có bán hay bán dữ vậy? Không có đâu ha. Không có đâu. Có mình Vũ Linh nó tốt vậy chứ không có ai vậy đâu con. Không, nuôi em cho em nói giờ cúng nữa còn hai người ta đem đồ cúng đúng rồi cúng hoài cúng vợ tống dạ cùng liên tục đó bà ngoài cùng liên tục không có ai mà xách nhà xách cửa đi bán trả nợ cho em hết đâu bà năm căn nhà mà bán người ta nợ cho bà em phải không sáu bà em phải không sáu bà em ruột cậu năm cùng một người đúng rồi còn bảy bánh xèo nữa bà có biết bảy bánh xèo không bảy bánh xèo bây giờ không biết bảy báo bảy báo bảy báo hả là cũng em của chú luôn á bảy báo cũng anh em đồng ha thì một bên bảy một bên năm bên năm là cậu năm bên bảy là bảy báo Vũ Lưng em hả Vũ Lưng là con nuôi của chú con nuôi Vũ Lưng là con nuôi ủa chứ không phải em hả con nuôi ạ Vũ Lưng không phải em hả con nuôi của con năm Vũ Lưng vì là đi hạt với nhau mà thì nhận con nuôi chứ không phải anh em ruột ta còn dùng câu là đỡ đầu đầu bởi vì hạt với em Vũ Lĩnh là nổi tiếng ngay hạt với người khác nơi hạt với Vũ Lĩnh là nổi tiếng có tao có đem điện thoại đâu mày đưa xong nó kịp mấy người cãi đâu đứng lên biến yêu tao cho tiền che tao không chịu à em bà thí đi, trời ơi xong gì bà thí đi hả? Ừ đừng nói đi lấy tiền gì vậy? Cho tiền xe mà cũng không chịu nói chi bán 5 căn nhà bà chấm mơ là bao đi rồi không chịu không? Hả không đi hai dì cháu đi dạ giờ đi cho bà thí đi chưa? Đi tới rồi phải không? Vâng sướng quá trời rồi cho tiền đi muốn đi tại chỉ mắc làm cho người ta rồi nấu cơm bà có rồi. Biết cô sáu bào không bà nghe ta nói chứ bà cũng chưa thấy mặt dạ nghe nói hả cầu nắm là đấy con thứ sáu là bà sáu bào bà em là sáu à. Con là cầu bảy báo nữa là con ra con đó không đó chưa đó chưa lên được đó bà sáu bào đấy bà bào tiền cô chú mà sự Vũ Linh ghê lắm mà bà bào phải bào thì dạ cho nên là đặc bả là bà sáu bào á dạ anh cháu mình này tốt lắm nha con dạ cũng ai mà cho vậy dạ bán 5 căn nhà để trả nợ với vàng nữa phải không dạ mất thiệt con nha người khác ha một căn cũng chưa có dạ 5 căn rồi thật bởi vậy bà con dòng họ gì giúp đỡ cho Hồng Loan á dạ. Minh Dược cho nó đi chứ giờ đưa cho bà anh giờ 10 căn cũng tiêu nữa dạ yeah. Chú... bên casino á anh ta chục căn còn thiếu chục căn còn thiếu thì cái 10 căn nó chưa đủ dạ yeah. Uống con dạ không con uống đi nội uống con nói đi con có nước uống rồi bảo bởi em nói nó thứ mà cờ bạc mà anh giờ mà giao cái tài sản cho nó hết nó cũng không tiêu rồi dạ qua casino con nó không tiêu rồi dạ chết rồi ai cũng gán ở bên Việt cho Hồng Loan nó động dòm sao cũng con ruột hết con dạ tao coi tao cũng ủng hộ cho nó dạ vậy là bà ủng hộ chị Hồng Loan luôn ha Hồng Loan dạ. Ủng hộ ba cha chết rồi để vợ cho con dạ. Chứ bà em cũng không biết mình ngủ cha có con mà chết phải đỡ lại cho con chứ không lẽ cha chứ không phải Vũ Linh là anh em hả con nuôi ở bà con nuôi của Vũ Linh dạ. Vũ Linh là nhiêu dạ. Tuổi 52 tuổi. À, Vũ Linh này 66, 66. Làm em mà được. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Là vì đi hát với nhau thì nhân. Để cho ông có nổi tiếng. Trong ông sao giống vậy? Dạ, như vậy thế đấy đúng rồi, giống. Đúng dạ dạ. Ừ. Cái tiếng cũng giống mà hát cái miệng con đi ý rồi cũng giống lắm. Vâng, yeah. Đúng vậy. Ông Năm nói vừa mắc thì gia đình thấy lu bu quá mày. Thì chứ sao có đủ con dành, tranh thủ bây giờ. Lúc của Năm còn sống thì không ai nói nữa bị quýnh hết cái đám ai quýnh ai quýnh
cứ nhìn mình nó quánh hả nó mình bên kia đi kiếm bà kiếm bà cháu nhà hả quánh bà cháu nhà không ai mà tốt như như chú á bà. Ừ. Ví dụ như chú con mà chú mất rồi tự nhiên cháu đi tranh giành tài sản là sao được bà thấy vậy có đúng không? Mày làm như là cái bà đó là tổng thống chợ người ta quýnh thấy không con? Dạ bà cũng cho người dân luôn hả con? Dạ quýnh đi đâu gì mai sợ tao quýnh bà già. Dạ không có ai dám quýnh bà già sao dám quýnh. Dạ mình chia sẻ có đâu chia sẻ bình thường thôi đâu chia sẻ bình thường chừng nào mình cũng chạm cái vợ tổng thống là cái chuyện xấu xa thì nó quýnh còn mày nó cho binh vượt con cháu mình thấy không thì mình thấy vậy thấy, mình bút thấy mình bất nói. Bình quá dạ. Mình binh dạ đúng rồi bà chứ nhỏ này là con ruột mà dạ. không mà dành vậy đâu có được dạ. Nghe nói đang ra tòa nữa đó bà ra tòa mà tòa xử mà bên em bà Vũ Linh thắng là bà gì dạ bà gì phải không con dạ lúc nào cũng là con bà ngoại nói chung là tờ xét theo giấy tờ ngoại ơi chứ không phải là bộ giấy tờ để cho mang đến người em không có đó con không biết nhưng mà thật sự là nếu pháp luật là xét theo giấy tờ ai đầy đủ giấy tờ thì ấy thôi chứ không phải là con phải nó để cho di chúc cho con gái nó là chắc cứu rồi nha mà sợ nó không để á thì do hồi chú bệnh chú mất á chú có đỡ đó để cái đó là con Hồng Loan là chắc cứu rồi phải có di chúc thì khỏi nói rồi ngoại á thì rõ ràng để lại cho con á. Dạ. Là không có ai ăn được mà sợ đó không biết á không để gì hết không đọc dạ. Con mà làm sao mà có con mình cũng để lợi mà không lẽ để tờ di chúc cho em dạ thấy không con theo bà thì bà nghĩ sao bà tao nói nếu mà tòa xử rồi bên em thắng là không tốt. Dạ. Bên con thắng là tốt. Muốn bất bình con nhỏ con thấy không? Tội nghiệp nữa. Nó làm con mà nó hưởng tài sản là nó cúng quải nghe con. Dạ. Nó lo cho ông già. Còn em út mẹ sức mới nó lo. Dạ. Nhỏ này nó sợ anh nói nhiều hơn người ta đón tôi quýnh bà già. Hồi bữa 100 ngày á ba thì khán giả cũng buồn về cái vụ mà người nhà cô Sáu Bào á nói tranh chấp tài sản mà ngày cúng trăm ngày của anh ruột mình mà chớ hơi gì lên đó bà thì theo bà nghĩ như thế nào bà? Không lên mà hưởng tài sản gì? Dạ. Không lên cái đó mình đi mà hưởng tài sản thôi chứ mình không quan tâm tới em. Dạ. Đâu quan tâm đâu. Cô quan tâm em út phải không? Cái đó hưởng tài sản. Dạ nói là bà Sáu Bào là quan tâm đến tài sản chứ không có quan tâm gì. Đúng rồi, dạ. Không có quan tâm em út. Dạ. Nên ta quan tâm em út rồi, cúng quải, phải lên bò. Dạ. Phải không con? Bữa đó có vợ chồng chị Hồng Loan lên không bà? Ừ. Chồng Hồng Loan cũng ca sĩ hả? Dạ con không biết bà. Công bằng đúng không ạ? Công bằng. Đừng tự ép Hồng Loan phải không? Phải không? Bà dạ. Nói có nghe đúng không? Dạ. Vậy nó lộn xộn rắc rối chứ Vũ Linh nó cũng buồn nữa. Dạ. Buồn chứ. Buồn chứ. Chú nằm ở dưới chưa yên mà người gia đình thì đang xáo trộn hết rồi bà. Đúng rồi. Dạ. Nó một cái hội nó biết nó cầm bút nó viết giấy hen con. Dạ. Về tờ kêu lực kêu luật sư lợi á. Dạ. Luật sư lợi làm giấy tờ giùm để của cải tài sản cho con. Dạ. Thì giờ đâu có ai dám. Giờ đâu có xảy ra việc như vậy hả bà? Ừ. Dạ. Vậy là sáng mai là bà lên bà đón xe về lại Bù Đăng hả bà? Ừ. Dạ. Có trong cái vụ lộn xộn đó con. Mấy bà bữa lại cúng nè. Dạ. Nói nhỏ nếu có bà con dòng họ như mà binh đà là binh con làm lo dạ đúng người dành ăn binh đồng bảy đồng bà dạ binh dành được thì cũng hai con dạ tới giờ quân hùng xin phép của chú anh chị và các bạn mình kết thúc bây giờ tại đây nha.
hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.